Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chuyện chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Tài phân biệt. Khi Đức Giêsu hiện ra, báo mộng cho vua Salomon ở Gibeon và hứa ban cho vua điều mà lòng vua đang ấp ủ, vì vua Salomon đã không xin cho mình được tuổi thọ dài lâu, cũng không xin cho được của cải giàu sang hay chiến thắng viên mãn trên kẻ thù. Vua chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Đức Chúa đã rất hài lòng với điều vua Salomon xin, và người gọi điều vua xin là tài phân biệt để xét xử. Hạn từ tài phân biệt không xuất hiện trong các dụ ngôn cuối của bài giảng về nước trời, nhưng cả ba dụ ngôn đều nhấn mạnh giá trị của khả năng xem xét, biện phân và quyết định. Theo ngôn ngữ thường dùng ngày nay là khả năng phân định. Người tình cờ gặp được kho báu chôn trong ruộng đã có một sự phân định rất mau mắn và quyết liệt. Anh đã nhanh chóng và thận trọng chôn giấu lại kho tàng, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Không tìm mà gặp, không đợi mà được, làm cho niềm vui của anh càng lớn. Với người thương gia đi tìm ngọc đẹp, khả năng biện phân của ông rất tinh vi, vì ông có thể nhận ra giữa muôn ngàn viên ngọc, đâu là viên ngọc đẹp, sáng và quý nhất, đáng để ông bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Tương tự dụ ngôn lúa và cỏ lùng, dụ ngôn chiếc lưới nói đến những kết quả trái ngược dành cho cá tốt và cá xấu. Cá tốt được cho vào giỏ, còn cá xấu thì bị vứt ra ngoài. Từ hình ảnh này, Đức Giêsu mặc khải về sự tách biệt và xét xử trong ngày tận thế. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính. Như thế, trong thời viên mãn của nước trời, chỉ còn người công chính chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Trong những câu cuối cùng, khép lại bảy dụ ngôn, trình bày mầu nhiệm nước trời, Đức Giêsu còn nhấn mạnh đến một khả năng phân định đầy đòi hỏi khác. Đó là khả năng phân biệt giữa cái mới và cái cũ. Tuy nhiên, không phải để có mới nới cũ, nhưng là để biết đánh giá và trọng dụng cả cái mới lẫn cái cũ trong việc học hỏi về nước trời. Như một nhà hiền triết khôn ngoan, Đức Giêsu dùng các dụ ngôn ý vị, những hình ảnh sống động để bày tỏ cho đám đông dân chúng, cũng như các môn đệ mầu nhiệm nước trời đã được các tổ phụ, thủ lãnh và ngôn sứ tiên báo từ bao thời, theo kế hoạch cứu độ yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Lời giảng dạy của người không chỉ dành cho đám đông dân chúng bên bờ biển hồ khi xưa, hay cho các môn đệ quây quần bên người tại nhà, mà còn vang vọng cho những ai mở lòng lắng nghe lời người hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa đêm âm u và ngày rực sáng, có những thời khắc giao ngày mà mắt thường khó thấy. Giữa xuân tươi hạ nồng,
thu vàng đông tàn, có những ngày giao mùa mà thời tiết khó định. Giữa những vui buồn sướng khổ của cuộc sống, cũng có những tâm trạng khó tả. Giữa những lần Chúa đến trong đời chúng con, Chúa nói với chúng con, Chúa mời gọi chúng con. Chắc không thiếu những lúc chúng con đã không nghe được tiếng Chúa, không đáp lại lời Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự tinh tế để nhận biết những dấu chỉ của Chúa, sự chú tâm để thấu hiểu ý Chúa, và lòng mến yêu để trọn vẹn dấn thân theo những lời mời gọi của Chúa. Amen.